Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Hải Hậu tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Hội nghị hướng dẫn triển khai nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra sản xuất. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu và các sự kiện lớn của đất nước năm 2021. Sáng ngày 3 tháng 3, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Hải Hậu long trọng tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn những người con thân yêu của quê hương văn hóa anh hùng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Về dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, đồng chí Vũ Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng quân sự 34 xã thị trấn trong huyện, các đồng chí cán bộ của 15 đơn vị nhận quân, 406 thanh niên, trong đó 387 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, lên đường bảo vệ Tổ quốc, và đông đảo người dân, người thân của các thanh niên đến tiễn con em mình về đơn vị nhận quân. Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, công bố quyết định gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quyết định phân bổ chỉ tiêu đầu mối đơn vị nhận quân của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang và lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cùng với quân dân cả nước, trên 5 vạn thanh niên Hải Hậu, lớp anh trước, lớp anh sau, con cháu nối gót cha ông hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc và lập nhiều chiến công. Toàn huyện có 18 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, 396 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh sĩ quan cao cấp trong quân đội. Các đồng chí khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương đều giữ vững và phát huy tốt truyền thống bản chất bộ đội Cụ Hồ, hăng hái công tác lao động sản xuất, chung tay chung sức xây dựng quê hương Hải Hậu ngày càng giàu đẹp văn minh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, quân và dân Hải Hậu 4 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, hơn 40 năm liên tục là đơn vị điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước và được Chính phủ chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua, Hải Hậu luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Thay mặt cho Đảng bộ, quân và dân huyện nhà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc 406 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc luôn mạnh giỏi, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương và đơn vị, ra sức phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm cao, kỷ luật nghiêm, chấp hành tốt quy định của đơn vị và địa phương nơi đóng quân, khắc phục mọi khó khăn, không sợ hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội giao cho, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ. Trước khi lên đường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa cho các đầu mối đơn vị nhận quân và các tân binh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Hải Điền,
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống tham nhũng về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị và một số biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng về kiểm soát tài sản thu nhập phù hợp với phân cấp quản lý cán bộ của Đảng được quy định tại quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định tại Điều 30 của Luật phòng chống tham nhũng. Nghị định số 130 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghị định, xác định rõ đối tượng phải kê khai và nghiêm túc thực hiện các quy định tại nghị định số 130 của Chính phủ một cách nghiêm túc, đồng thời thực hiện các biện pháp công khai minh bạch, xem việc thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng chống tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hải Hậu. Tiếp đoàn về phía huyện có đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban liên quan của huyện. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện, hiện nay Hải Hậu chưa ghi nhận ca bệnh xác định, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, nghi ngờ và sàng lọc lũy tích 501 mẫu. Riêng từ tháng 1 năm 2021 đến nay, 424 mẫu âm tính, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho 295 cán bộ y bác sĩ và nhân viên phục vụ Bệnh viện Đa khoa huyện, 55 bệnh nhân đang điều trị tại các khoa có nguy cơ cao, đồng thời tổ chức giám sát và hướng dẫn cách ly tại nhà và nơi cư trú là trên 1.900 người, trong đó từ tháng 1 năm 2021 đến nay 143 người. Số lũy tích cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh 62 người, trong đó từ tháng 1 năm 2021 đến nay 7 người. Đã hoàn thành cách ly tập trung của tỉnh 62 người. Số đang theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày tại nhà 2 người. Số lũy tích cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện 83 người, trong đó từ tháng 1 năm 2021 đến nay 26 người. Đã ổn định hoặc hết thời gian cách ly ra viện 81 người. Đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện 2 người. Tổng số những người hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày tại các tỉnh khác trở về địa phương, tính riêng từ tháng 1 năm 2021 đến nay là 150 người. Hiện nay đang theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày tại nhà là 4 người. Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của các xã thị trấn, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở karaoke, quán bar, sông hơi, massage, cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tại buổi làm việc, đoàn đã ghi kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện và Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Qua kiểm tra, đánh giá, các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Đại tá Bùi Quyết Toán, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu huyện nhà cần tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cập nhật thông báo kịp thời tình hình diễn biến dịch để người dân hiểu, chủ động trong phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Thông tin chính xác, đúng mức độ, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, không để người dân chủ quan cũng như không gây hoang mang trong nhân dân. Biểu dương kịp thời các tổ chức cá nhân thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống dịch, nhất là những người tự giác khai báo y tế hoặc những người thông tin phát hiện những đối tượng trốn cách ly y tế. Xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm cố tình che giấu thông tin, trốn tránh cách ly. Công an huyện phối hợp với các ngành có liên quan, quản lý các tin đồn thổi về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành. Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức cách ly, điều trị đúng quy định của Bộ Y tế theo 3 đơn nguyên, bệnh nhân chưa xác định, bệnh nhân đã xác định và bệnh nhân chuẩn bị ra viện. Xây dựng phương án có thể mở rộng khu vực cách ly khi cần thiết. Trung tâm Y tế phối hợp với các phòng ban ngành có liên quan, thực hiện tốt các nội dung hoạt động kế hoạch đáp ứng dịch COVID-19 theo 5 cấp độ. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các ngành có liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly y tế tập trung của huyện, sẵn sàng kích hoạt ngay sau khi có lệnh. Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác giám sát phát hiện cách ly và chuẩn bị tốt phương án thu dung điều trị ca bệnh xác định,
nếu xâm nhập vào địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở vui chơi giải trí, cơ sở y tế công lập, các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn huyện về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 3, Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn khai hồ sơ, kê khai tài sản, thu nhập của ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Văn Kỳ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Thanh tra huyện trực tiếp hướng dẫn các đồng chí khai hồ sơ, kê khai tài sản, thu nhập của ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, ghi rõ phương thức kê khai theo quy định tại Điều 36 của Luật Phòng chống tham nhũng. Kê khai lần đầu thì không phải kê khai mục 3 la mã, biến động tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Không tự ý khai đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu. Người kê khai phải ký ở từng trang và ký ghi rõ họ tên ở từng trang cuối cùng của bản kê khai. Người kê khai phải lập hai bản kê khai để bàn giao cho cơ quan tổ chức đơn vị quản lý mình. Trong đó, một bản bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Một bản để phục vụ công tác quản lý của cơ quan đơn vị và hoạt động công khai bản kê khai. Người của cơ quan tổ chức đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai khi tiếp nhận bản kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai. Sau đó ký và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm nhận bản kê khai. Ghi ngày hoàn thành việc kê khai phải tuyệt đối trung thực. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng hướng dẫn nhấn mạnh một số thông tin chung như ghi số căn cước công dân. Nếu chưa được cấp thẻ căn cước công dân thì ghi số chứng minh thư nhân dân và ghi rõ ngày cấp và nơi cấp. Nếu vợ hoặc chồng của người kê khai làm việc thường xuyên trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp thì ghi rõ tên cơ quan tổ chức doanh nghiệp đó. Nếu làm việc tự do, nghỉ hưu hoặc làm việc nội trợ thì ghi rõ về thông tin mô tả tài sản theo hướng dẫn và lưu ý kê khai các tài sản có giá trị hay quy đổi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giải đáp đầy đủ những ý kiến thắc mắc, đảm bảo công tác khai hồ sơ, kê khai tài sản, thu nhập của ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chính xác và đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 3, đồng chí Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Hải Hậu, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân 2021. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Vụ xuân năm 2021, toàn huyện gieo cấy tổng diện tích 9.860 ha. Toàn huyện gieo mạ tập trung từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2, xuống đồng xạ cấy tập trung từ ngày 14 tháng 2. Đến hết ngày 20 tháng 2 hoàn thành gieo cấy lúa xuân, trong đó diện tích gieo xạ 2.200 ha bằng 22% diện tích. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức chăm sóc đợt 1 cho lúa sau cấy và điều tiết nước cho lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi. Qua kiểm tra nhìn chung các diện tích lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật chăm sóc bảo vệ lúa vụ xuân, tăng cường kiểm tra theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh trong vụ xuân. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, mùng 3, mùng 4 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lộc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 30, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Trần Thị Ngoan, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo địa phương đã về dự. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lộc
luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và hội cấp trên, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội, phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Tập trung hướng dẫn các chi hội tuyên truyền vận động các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã đã đề ra đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nghị quyết của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trình độ của đội ngũ cán bộ hội, cán bộ nữ được nâng lên, đặc biệt đội ngũ ban chấp hành, cán bộ chi hội đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ hội theo hướng cụ thể, thiết thực, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trong phát triển kinh tế, phụ nữ hài lòng lao động trong các ngành kinh doanh dịch vụ, các công ty chiếm tỷ lệ cao. Hiện nay sản phẩm dây thiều canh đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao. Hợp tác xã dược liệu Hải Lộc tạo việc làm cho 128 lao động nữ với thu nhập từ 3 đến 3,5 triệu đồng một người một tháng. Nhiều chị em mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng màu cho giá trị kinh tế cao. Hội đang tích cực nhận ủy thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 1,6 tỷ đồng cho 61 hộ vay phát triển sản xuất. Hàng năm, hội khảo sát nắm số phụ nữ nghèo làm chủ hộ, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ thoát nghèo. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ cũng tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào tại địa phương, các hoạt động văn hóa văn nghệ xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia thành lập được 11 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình, góp phần nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 96,5%, vượt chỉ tiêu giao. Đặc biệt trong năm 2020, hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chủ động phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn người dân khai báo y tế, tự cách ly tại gia đình, vận động xã hội hóa tặng 1.350 khẩu trang và 30 nước sát khuẩn cho hội viên phụ nữ. Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong nhiệm kỳ đã có 3 chị em tham gia Ngày Phụ Nữ Khởi Nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh tổ chức. Với những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ Nữ xã Hải Lộc 5 năm liền được xếp loại xuất sắc, một năm được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh tặng bằng khen, 9 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết thống nhất và đã biểu quyết nhất trí bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Hải Lộc khóa 30, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ Nữ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết đại hội. Trong 2 ngày, mùng 4, mùng 5 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đồng chí Lại Văn Hà, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Thị Ngoan, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của xã đã về dự tặng hoa, quà chúc mừng đại hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Bắc có trên 1.400 hội viên, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội đạt 90,2%, trong đó có 60 đảng viên, 44% hội viên theo đạo Thiên Chúa. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Bắc đã cụ thể hóa các nội dung tiêu chí thi đua sát với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức cho các chi hội ký giao ước thi đua, đồng thời triển khai nội dung thi đua 200 điểm tới hội viên phụ nữ. Hội phụ nữ xã và 100% chi hội sinh hoạt 4 kỳ trên 1 năm. Trong 5 năm, hội đã phát hiện và biểu dương kịp thời 20 lượt gương tập thể, 108 cá nhân tiên tiến trên các lĩnh vực để động viên khích lệ phong trào. Do vậy, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã lần thứ 26 đề ra đều đạt và vượt. Một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như tỷ lệ tập hợp hội viên tăng 2,1%, 8 trên 11 chi hội xếp loại vững mạnh. Các hoạt động của hội góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng mô hình điểm triển khai nhân rộng tới 100% chi hội và hội viên phụ nữ.
Hàng năm, căn cứ vào kết quả các hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí của năm trước để xây dựng kế hoạch tiếp tục giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình hội viên chưa đạt trên năm. Đến nay có 1.554 trên 2.085 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, đạt 91%, tăng 1,8% so với đầu nhiệm kỳ. Hưởng ứng phong trào phụ nữ Hải Hậu chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020. Đến nay 11 trên 11 chi hội với 2.150 hộ gia đình phụ nữ có 2 thùng phân loại rác thải đạt tỷ lệ 98%, đã lắp đặt hơn 1.000 nắp đậy hố xử lý rác thải hữu cơ đạt tỷ lệ trên 80% trên hộ gia đình. Đặc biệt, hội đã phát động cán bộ hội viên xây dựng mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay có 115 hộ gia đình tại 11 chi hội đăng ký xây dựng hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu chúc mừng tại đại hội, đồng chí Trần Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, biểu dương ghi nhận những thành tích Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Bắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hải Bắc lần thứ 27 có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động công tác hội phụ nữ xã. Về phương hướng nhiệm vụ của hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhấn mạnh một số nội dung để đại hội nghiên cứu thảo luận và quyết định xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ năng lực cho phụ nữ, thực hiện hơn công tác vận động phụ nữ tích cực tham gia các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của địa phương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực mang màu sắc riêng của hội, của giới và phù hợp với thực tế của địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quản lý và điều hành tốt nguồn vay vốn, giúp chị em vươn lên giảm nghèo. Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ tại địa phương, hạn chế tỷ lệ chị em phụ nữ phải đi làm ăn xa, giúp chị em ổn định cuộc sống gia đình. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Bắc khóa 27, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua nghị quyết đại hội. Những bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.